Đấy, bát hoa tuột. Rồi đây này. Anh đã một cái niêu này rồi nhá. Kích vào đây. Cái nào thì nhập cái số make up vào đây, nhập cái M gạch KH gạch DOC. Viết hoa nhá. Nhập 276 nhá. Rồi nào. Cái clip này lưu là chốt chỉ số công tơ nhá, đừng lưu số 1 nhá. Thế nào? Anh đã làm rồi cái file rồi, nó làm xong rồi nó chạy về trong đó rồi. Giờ mẹ một mã video người ta muốn tìm và chủ đề người ta hơi biết. Mà chốt xong là xuất ra laptop mình luôn, rồi lưu vô trong này anh làm một cái thư mục đây. Của ngày nào là lưu người đó. Để sau này có cần nó lôi ra. Cái này nó chốt được công suất hàng giờ. Cái đấy ai chỉ sản lượng anh đó. Cái này anh mò chứ có ai chỉ đâu mà không biết. Nhưng mà anh mò anh thấy nó chốt được công suất không, anh nó chỉ được mỗi sản lượng thôi. Công suất chứ. Còn cái hàng giờ đây không sao. Sản lượng đâu, chỉ số giao nhận chứ. Đấy là sản lượng đấy. Đấy là sản lượng đấy. Cái sản lượng đó. Chốt lâu vậy à? Nó chạy lâu. Thôi cứ chạy rồi vô đây xem nha. Vô cái read này đọc đúng cái file chỉ số công tơ này. File này này. Nhá. Vậy thôi. Rồi chọn đúng cái giờ. Em nhớ cái giờ hồi nãy em giờ bao nhiêu, 7 giờ bao nhiêu phút đó. Là nó có cái mục 7 giờ bao nhiêu phút đang chọn. Em xuất file đây nha. Vào cái sang Google đó. Nhưng mà phải lựa chạy xong đó đúng không? Vô cái mục Google đó. Cái mục nó ra. Chọn Google đó. À đây nó chạy xong rồi này anh này. Đâu rồi? Hay nó tự lưu ở đây. Đây là 276 hả? À. Mà đây có thấy gì đâu, không thấy hiện tượng gì đâu. Chưa chắc bao giờ không biết gì đâu. Rồi sao nữa? Cái bình thường sao? Mình giống rít đinh gì không? À, ông này ông chỉ không đến nơi ông chạy mẹ rồi. Nhớ vợ lắm rồi. Đây là 11 giờ 59 ngày 11 tháng 1. Đây là dạ. Pay giao này, pay nhận này. Import, export. Nhìn nó không có trực quan nha. Nó chỉ được cái này thôi. Bữa nay ai ca đêm nè, Tú ca đêm à? Tiền hả? Nghĩa là không, đó anh Tú Cường ơi. Thôi tắt đi.